Hello, chào anh em á. Thì hôm nay em có được giới thiệu cho anh em được một ít dòng đôi lo ha, hiệu đường tất cả thương hiệu của Nhật nha anh em. Đây hiệu to ha, to bắt 25 đôi nha anh em. Này dòng này 3 đường tiếng, và đây là một thằng Victor 505 ha, bắt 30 anh em ha. Và thằng to này cũng bắt 30 một cái chép ha. Thì em sẽ nói về cái model và cái thông số phía sau lo anh em ha. Em sẽ là anh em coi clip cuối ha. Và đây là đôi lươi Gamsa 200 anh em ha. Thì hôm nay em có một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp nha em. Đó, đầu tiên cho anh em coi, đầu tiên là cái lưới dây căng đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi xong đây sẽ tháo cái lưới dây căng ra cho anh em nhìn bên trong ha. Rồi cho anh em xem nội thất luôn nha. Tóm lại làm chi tiết để nhiều anh em nào cứ mua thì em cứ gửi đường link cho anh em coi là xong biết bên trong cấu hình nó liền ha. Rồi đây là quay phía ngoài trước ha. Anh em cứ nhìn ha. Tóm lại lo đẹp nha anh em. Zin hết trơn nha anh em, zin nguyên bản ha. Hàng đẹp. Rồi em sẽ mở tháo cái căng anh em coi nha. Tiếp sau đây thì em đã tháo mấy cái căng cho anh em xem những đôi lo ha. Đó, anh em nhìn cái màn lo nó, anh em biết nó cái độ đẹp nó cực kỳ đẹp anh em ha, đẹp như trong thùng nha. Mới chưa? Quá mới ha. Đó, rồi em đi quay sơ sơ cho anh em coi sơ sơ nha. Đồ mới nha anh em, độ đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Quá đẹp luôn ha. Lo mấy dòng này anh em ca ok tuyệt vời anh em ơi. Không có chê đồ được nha. Đó, này đồ của Nhật nha anh em. Đồ Nhật thì cái độ nhảy nó độ nhảy cao ha, hát thì không cần con cò, không cần men đẩy mạnh. Tại vì độ nhảy cao thì như nó rất là nhẹ đánh anh em ha. Nhẹ hát tiếng rất là sáng ha. Đặc biệt đồ của Nhật là chỗ đó anh em, độ nhảy nó rất là cao. Nên rất giờ xài rất là dễ, anh em nhìn nó mới cho anh em. Đó, mình nhìn anh em nhìn cái gân đó nè. Nó chưa đặc biệt cái cặp to này đẹp nha anh em, đẹp lắm đẹp nè, nhìn ở ngoài hầm gố lắm. Cái dáng nó cũng đẹp nữa. Đây dưới là hai cái còi nha anh em, hai cái còi ha. Nó trên đây là một cái chép nha. Tại em cái này em để em không tháo ra, cái này là cái chép nè. Chút nó xong là em sẽ tháo này, em quay cái mặt sơ sơ cho anh em nhìn ha, rồi hơn em tháo bên trong cho anh em coi cũng lo luôn nha. Đây to nè, đây là Victor này ha. Victor bắt 30 anh em, nhìn đẹp chưa? Mới như mới luôn. Cái họng nó rất là to anh em ha. Họng nó to dòng này anh em họ nói ha. Đó, cực kỳ ha, Victor nha. Còn đây là to ha. Tao bắt 30 anh em ha. Đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Đẹp ghê, đẹp thiệt. Mới quá mới. Mới cực kỳ mới anh em ơi. Đẹp tuyệt vời, đẹp ha. Đó, anh em nhìn cái đồ đẹp. Đây là cái phần âm theo cái mặt căng cho anh em nhìn bên trong lo ha. Còn đây là thằng Gamsa anh em ha. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp. Điều màu rồi giống nhau chưa nha anh em. Tóm lại là hàng đẹp đó. Đó, màn lo ha, này tất cả đều đẹp hết. À, nói chung ở ngoài nó mới gì thì bên trong nó càng mới hơn anh em lưu ý thôi. Tại vì bên trong nó đâu có gì đâu mà nó cũ được. Thì nên nó phải mới hơn thôi ha. Rồi bắt đầu em sẽ tháo về cho anh em xem bên trong ha. Rồi em sẽ nói về cái model phía sau luôn nha anh em. Đó, em nói anh em. Cái cặp to này là thùng gỗ nha anh em, thùng gỗ ha, bắt 25 đôi nha. Còn cái này là thằng Victor ha, 5x5 là thùng gỗ luôn nha. Còn này là to thùng nhựa nha. Thùng nhựa nha. Và thằng này cũng thùng nhựa ha. Đặc biệt mấy dòng này là dòng chuyên về ha, cao kê được nha anh em. Tại còi nó lớn ha, anh em lưu ý ha. Hát nhạc vẫn được, nhưng mà khi mà cao kê nó hay hơn. Còn anh em tốt nhất cái dòng này anh em xài nên ghép thêm một cái súp nữa. Thêm một cái súp mà hát tuyệt vời luôn. Thường thường nếu anh em cái giá cái dòng này thì giá nó rất là rẻ rồi. Anh em chơi nên mua đồ Nhật đi. Độ nhạy cao, tiếng sáng, hàng chi tiết. Nói chung nói về cái dòng này anh em xài nó lâu xuống âm thanh nha, lâu xuống, tại đồ Nhật nó đồ cái đồ chất lượng nó rất là cao. Nên em chỗ đó thì em nói nhiều anh em khách hàng mới chưa hiểu thì để cho anh em hiểu mua nha. Thật sự luôn, rất tiếng rất là tốt, rất là dày. Dòng này anh em miễn bạc ha. Anh em nào muốn thì đầu em sẽ tháo về bên trong ha, tháo về bên trong từng cặp. Em tháo mỗi cái thôi anh em. Tại vì mình tháo một cái là cái kia nó giống nhau nha. Nói chung mình bán là hàng đều giống nhau hết. Ví dụ trường hợp là lo like, mình nói like ha. Tại mình muốn bán mình nói rõ ràng cho anh em nha. Nó cố gắng em làm từng chi tiết cho anh em luôn. Lâu lâu mới được, bữa nay em đăng lo like ra lên anh em ha. Hôm giờ cái clip vừa rồi em cũng nói mixer tính làm nói chung nhưng mà nó dài quá. Nên em cái nói về duyên về dòng lo thôi để cho anh em dễ lựa chọn để mua nha. Rồi xong ha, bắt đầu em sẽ tháo bên trong nha. Nói chung tóm lại màn lo rồi ghi là đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em, đẹp ken luôn á. Đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi bắt đầu em sẽ mở bên trong ha.
Và tiếp sau đây thì em quay về bên trong cho anh em xem nhìn những cái đôi lo và nội thất bên trong anh em ha. Nó đẹp anh em thấy không? Màu vàng cháy luôn nha anh em ha. Nó đây là 77 dòng màu luôn á. Nói chung là hàng bên trong đẹp như trong thùng, thật sự quá mới luôn này, không có tì vết luôn á. Quả nó những đôi lo hôm nay quá đẹp. Đó, dòng này anh em cao kê tuyệt vời nha. Anh em muốn lấy làm lâu lời hoặc lo cao kê là rất hay, không có chê được anh em. Đó, nhưng anh em lưu ý ha, đồ Nhật thì nếu mà nói về độ nhạy rất là nhạy ha, nhẹ đánh. Đó, anh em lưu ý. Nếu mà về bạo lực thì là mình không 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 gọi bạo lực được, tại dòng cái dòng này là con nó nhỏ thôi. À, nhưng mà nó được có một cái ưu điểm, nó là tiếng sáng, tiếng là chi tiết nha anh em. Những thường thường mấy cái đồ Mỹ anh em ha, mấy đồ Mỹ á, cái độ nhạy nó không bằng đồ Nhật đâu anh em. Anh em lưu ý luôn, Mỹ châu Âu thường liên đôi lo Mỹ châu Âu đa số cái nó không có độ nhạy, nó có độ lực thôi, còn nó lớn. Thì anh em lưu ý, mỗi thằng người Nhật nó làm nó có cái đỉnh của nó anh em, nó có cái hay của nó. Giống như đồ Trung Quốc nó làm cái độ nhạy, độ nhạy cao, độ tiếng sáng không có bằng được anh em. Nên chỗ đó hàng Nhật nó có hay theo cái độ Nhật nha anh em. Thì bên em những cái dòng nào mà cái tiếng nó hay chi tiết em đều làm hoài anh em ha. Nói chung hàng mình từ mua về tới đây được, tất nhiên mình phải bán được anh em ha. Tóm lại anh em nào có nhu cầu cần liên hệ em, và em sẽ nói từng chi tiết từng đôi lo hôm nay anh em ha. Nói chung lâu lâu em làm lo em tháo ra anh em ha, rất thời gian nha anh em. Nên cũng cố gắng muốn làm video thiệt là tuyệt đẹp tuyệt chuẩn cho anh em xem và để anh em mua đó nha. Rồi xong, bắt đầu em sẽ nói về đôi lo trước, cho đôi lo trước đây nha. Đôi lo này thì nó là gọi ở đây là một cái chép nha anh em, một cái chép này ha. Đây là một cái bát ha, và đây là một cái mít nha. Cái mít thì nó có cái họng nó nằm đây nha, cái họng rồi anh em ha. Thì mình bắt vô đó nó là mình gắn cái họng nó vô, họng là họng mít nha anh em ha. Rồi anh em đặc biệt anh em nhìn cái độ mới anh em ha. Nè, anh em nhìn cái sườn nó nè, nó sáng chói luôn anh em, mới ken luôn. Này là 7 màu luôn anh em, đẹp ghê chưa. Cái lo này cũng gì lo chép nè, cái này là lo chép nha anh em. Đó, tại vì này nó do nó gắn cái khung ở đây ha. Đây là lo chép nha anh em, lo chép nó nè ha, thiệt to ha, to nè. Da bằng lo 8 ôm da bằng nè, thấy chưa. Mua đây nó 44550 ha, anh em lưu ý nha. Xin 100% nha anh em, cụ từ cũng rất là to ha, từ Ferris ha, anh em lưu ý nha. Đó, đây là từ Ferris nha anh em. Đó, xong tới đây là thằng to. Lo này lo 16 ôm, hai cái 16 nó nối tiếp lại song song thì nó ra lại là 8 ôm. Anh em lưu ý ha, nó là 8 ôm nha. Anh em thấy chưa, độ mới ghê không anh em? Vì mới nặng nha anh em, nó nặng lắm chứ nặng. Thấy cái từ nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó nặng thì cầm nó nặng á. Anh em nhìn nè, từ đẹp chưa? Đó. Đẹp chưa anh em? Mới chát luôn anh em ơi. Nó lên này bông nè. Lên trên nó là bông tiêu âm ở trong đó ha, hai cái luôn. Đó, mở lên từng cái này cho anh em coi này nha. Nó nặng nha anh em. Cái này cũng có 2 kg 3 kg rồi ta. Nè ha. Quá mới anh em ơi, mới lắm mới. Đó, đây là bên trong ha, đây là bên trong. Em sẽ cho anh em về coi phân tầng. Cái lọ lo này thì nó xài 2 phân tầng nha anh em. Một đây là phân tầng này, này là một cái phân tầng này, là cái cuộn này á là một cái lo bát nè. Cuộn này là một lo chép nè ha. Còn cái cuộn này lo bát ha, một cuộn này lo mít. Anh em thấy cái chép thì nó cuộn nó nhỏ hơn, cuộn mít thì cuộn chép thì cuộn mít đó thì nó bự hơn anh em thấy chưa. Đó thì nó xài lên trong đây 2 phân tầng. Với đặc biệt cái con này nó có một cái biến áp dành để anh em xài những cái âm ly mà đánh sức điện, sức áp, sức bằng cuộn điện anh em ha, bằng áp bằng volt đó. Thì xài con này nên mình không có xài, mình bỏ nó ra nè, nó để ra nè, mình không có xài nè. Mình muốn xài thì mình ghi mấy cháu này qua ha, ghi mấy cháu này qua này nha, ghi mấy cháu này qua, nó để sẵn nè, muốn ghim vô xài. Nó qua đó thì nó âm ly, những âm ly mà nó tranh transformer anh em, nó đánh những âm ly mà đánh cái dòng điện á, nó dòng điện nè, nó thì mình mới xài nha, còn không nên không xài nha. Những âm ly đánh ra dòng điện mới xài được, còn âm ly mà đánh không qua dòng điện, sức nó gọi là sức âm đó anh em, gọi là sức âm, âm ly đánh sức âm á. Rồi chết tiếp trên đây thì cho anh em coi cụ mít nữa nè ha. Cụ mít cực kỳ to nha anh em, to lắm, to nha. Nó vàng cháy luôn anh em ha, nó bắt hai cái lỗ nằm đây nè, nó bắt cái này nè, nó bắt đưa cái họng này lên, nó đưa cái chụp cái họng nhựa vô rồi xong. Nó anh em nhìn nó vàng chưa, 7 màu không, rất là to nha anh em, to à, nặng dày lắm, bự lắm, bự nha. Ngoài thấy video thấy gì ở ngoài bự lắm nha anh em. Nè em cầm một nắm tay nè anh em ha, nắm tay là cũng nó phân nửa nè, nó thấy chưa, phần nữa thấy chưa, cái nó mùa đêm đó nè,
HD 3 5 3 16 ha anh em, lúa đẹp nha, 7 màu luôn anh em. À đó, để nói về cái lô to này nha anh em, lúa to này là T650 nha anh em, T650 ha anh em lưu ý nha, to T650 nó đẹp như trong thùng nha anh em, mới cực kỳ mới, thật sự mới thật sự. Rồi xong bắt đầu tới cái thằng đôi lo CBC 5-5 nha anh em, thằng này là CBC 5-5, đây là củ bát anh em ha, lò 8 ohm ha. Rồi cái dòng này nó ghi watt phía sau ha, hơn nữa em sẽ quay về sau lưng phía sau anh em coi ha. Đó, đây là cái màu này, màu giống như màu quân đội á, màu cái màu nó hơi mũ quân đội anh em á nè. Đây là lò nó ha, đẹp chưa, đó lò rất đẹp nha anh em ha. Rồi xong đây là bên trong phần tầng đó nha em, phần tầng này nè, cái bông tiêu âm nó gì này nha. Rồi đây là bên trong của đôi lo Victor nha, đó anh em coi nè, nó thì đây là một cuộn bát nè và một cuộn chép nè, tủ nè ha, với một cái gờ le bảo vệ nè, hai cái điện trở nè, đó nó đơn giản thôi đó. Rồi xong tới là cái chép nha anh em, đây là cuộn chép nè, CBC Victor là CBC anh em, 16 ohm ha, anh em lưu ý nha. Đây nó nặng chứ nè, nó thấy chưa, à, mình dặn ra được nha anh em, không thì dặn được ra được nha, không chép nè, không chép nha anh em ha. Đó, rồi đây là không chép nha anh em ha, thấy chưa, rất đẹp ha. Rồi xong để mình quay lại bên đây ha, đây là của thằng CBC 505 nha anh em, 505. Rồi tới thằng to này là to anh em ha, chiều to nè, BXT 172 8 ohm da băng. Thì thằng này anh em nhìn nó vàng cháy hơn này nha, củ lo bát nó to hơn này luôn nha, to hơn này ha, củ lo chép này to hơn luôn nha anh em, to hơn luôn đó anh em lưu ý nha. Thì bên thằng này củ to rất là to nha. Rồi đây là củ lo bát ha, 7 màu luôn nha, nặng nha, cái củ này nặng hơn cái củ Victor luôn nha anh em, nặng hơn cái củ Victor luôn. Lo đẹp thiệt chứ, quá đẹp anh em ơi, quá đẹp. Rồi đây nè ha, mạng này nha, đẹp chưa. Rồi xong đây là về bên trong anh em, đó bên trong anh em nhìn nè ha, một cái cuộn bát nè, này nó xài hai cuộn bát là mà một cuộn chép nè, điện giờ này điện trở nè tụ nè, và hai cái gờ le nhiệt nè, khi mà nóng quá nó đủ lực nó sẽ ngắt nha anh em, mất ngắt cái chép đi, đó là bảo vệ nó chép á. Đây là củ lo bát đó nè, lo chép nha anh em, lo chép nhé, 8 ohm da băng. Đó anh em nhìn nè ha, anh em nhìn củ to hơn nhiều lắm, củ to lắm, to anh em nhìn cũng người củ to này, củ này tính ra là 450-350 nha anh em, nó 350 á, to nó to như củ chép 350 vậy đó. Nhưng này anh em hỏi nói chê tiếng cặp cái là to này, tiếng chép gà cực kỳ bén luôn ha anh em, nhìn thằng này nhìn nè, một nam với phong, nhưng mà này một nam nó bằng nửa thôi, chưa tới nửa nè, thấy chưa, nó to, nó rất là to nha anh em, quá đẹp. Thằng to bên đây là có tinh chỉnh này nha, nút volume tinh chỉnh chép, tăng chép bass, tăng lỗ mình tăng chép nè, volume tăng chép nha. Đó, đây là thằng to nha, to này là 605 nha anh em, model 605 này, 605 đẹp, quá đẹp, to này quá đẹp. Đó, tới đây thằng Gamsa nha anh em, tính ra thằng to này là cũ nè, nó bự hơn cái thằng Gamsa 200 luôn nha anh em, bự hơn á, nhìn nó bự hơn này, thấy chưa. Đó, này cũ chép Gamsa 200 này ha, này đây đó, này cũng chép nè, tháo ra được nha. Đó, thằng này cũng thằng Gamsa này ha, thì Gamsa quá nhiều người ta làm, quá nhiều đồ em làm quá nhiều rồi, nên nó sơ anh em thôi ha. Thì thằng này cũng là chép, nó cũng là 16 ohm anh em nè, 16 ohm ha. Rồi đây cũng là Gamsa ha, của Gamsa ha, lò 8 ohm ha. Đó, tháo lại cho anh em coi nè ha, đó đây nè ha, đây là bên trong phần tầng đó anh em, đó hai cái cuộn dây và ba điện trở, đó đơn giản vậy thôi anh em, vậy rồi đó, vậy thôi. Rồi tóm lại thì anh em nào thấy bên trong là nội thất em làm rõ ràng chưa nữa nha, thấy chưa, lo này quá đẹp, quá đẹp anh em ơi. Rồi đó anh em lưu ý nha, dòng này thì tuyệt vời, thì cuối clip em sẽ báo giá cho anh em, cho nên anh em tham khảo và mua luôn nha, cho nó xong một video. Thì hôm nay nó tháo anh em nội thất đó, cái này là cặp to nè, T650 nè, cái này là to, lò này là Victor nha, CBC đi, Victor là CBC 505,
Còn này là to 605, còn này là Gamsa 200. Anh em nhìn nội thất đó, cực kỳ đẹp chưa. Rồi xong ha, em sẽ kết thúc tháo về bên trong anh em ha. Em sẽ quay về phía sau là hình là em báo giá cuối clip luôn nha anh em ha. Rồi nói chung video này hơi dài, anh em cũng cố gắng xem nha. Tại mới tháo từng chi tiết nên nó hơi dài tí. Rồi xong em bắt đầu em sẽ quay về khúc phía sau cho anh em xem, anh em nào có nhu cầu cần liên hệ nha. 4 đôi lò. Và tiếp sau đây thì em quay về phía phía sau đôi lò, những đôi lò anh em ha. Thì em sẽ cho anh em về những thông số nha. Đầu tiên thì bên đây là cái mặt trước và mặt sau của thằng lo to bass 25 đôi anh em. Đây là thông số phía sau này anh em. Đây là thông số ha. Model T650 lo 81 công suất 350W. Một cái lo này là 20kg anh em, biết anh em biết nó nặng cái nào anh em ha. Hàng xa băng nha anh em. Rồi anh em lưu ý nha, đây là phía sau ha. Còn cái chậm lo nằm phía dưới đây nè, phía ngay chỗ này nè. Đó. Thì đó là nói về đôi lo của thằng to ha. Còn đây là thằng Victor anh em, Victor phía sau ha, phía sau nè và phía trước anh em ha. Đây, thông số của nó anh em ha. Này là Victor nè, BS505 anh em. Công suất mát là 260W, lo 8 ohm nha, hàng xe băng anh em. Đỏ đen chắc Canon, rồi xong, đơn giản nha. Rồi xong, còn ở đây là thằng hiệu thằng to ha anh em, to nè, mặt trước mặt sau anh em thấy chưa. Rồi đây ha, này là do dòng lo này để nằm nha anh, nhưng mà để đứng vẫn được nha. Model F605R, lo này 360W anh em lưu ý nha. Như thằng này 200 mấy thôi, nhưng mà này tới 300 mấy rồi anh em, tất nhiên công suất lực hơn nha. Lò 8 ohm anh em, nút này chỉnh chép nha anh em lưu ý ha. Hàng xa băng anh em, xa băng ha, thiệu to anh em. Này gắt đỏ đen gắn dây lo vô này, gắt 6 ly ha anh em lưu ý ha. Cặp này có nhược điểm một cái nha anh em, về bị nhược điểm một cái là bị nứt nha, do vận chuyển bị nứt nằm đây nè, nứt cái vỏ ngoài nha anh em. Em muốn dán keo lại thôi, nó nứt ngoài thôi nha, ở trong không có nứt nha anh em lưu ý nha, nứt phía ngoài này thôi. Còn cái má tại này trong đây nó có một miếng, cái miếng thịt đi ra nó anh em ha. Thì cái lo này bị nhược điểm một cái, bị vận chuyển về nứt nhẹ nha anh em lưu ý cái này nha. Thì nứt này em sẽ bớt tiền đó anh em lưu ý nha, không ảnh hưởng gì lo, không ảnh hưởng gì hết nghe anh em. Tóm lại lo đẹp, chỉ bị nứt cái đó thôi nha, nứt nhẹ thôi, nứt ngoài không có nứt ở trong anh em lưu ý. Còn đây là Gamsa anh em á, Gamsa 200, mặt trước và mặt sau anh em có đây thông số này ha. Đây là gam số, thông số anh em ha. Dòng Gamsa là Panasonic anh em, đúp ớt A200 lò 8 ohm công suất 250W nha anh em. Rồi xong đây là đỏ đen nha anh em, đây là đỏ đen nha, đỏ đen ha. Nó đơn giản, dòng lo này nó vậy thôi. Gamsa này quá cho nhiều người bán anh em. Cặp này thùng nhựa, cặp này thùng nhựa ha, cặp này thùng gỗ ha, thùng gỗ đó anh em. Thích nhẹ mua thùng nhựa, thích nặng mua thùng gỗ ha. Đó, mỗi cái thằng có điều, có cái ưu điểm riêng nha anh em. Nhựa nó theo ha, tiến theo nhựa ha. Thì hôm nay em sẽ báo giá anh em nha. Ê, cặp Gamsa bên em bán 7 triệu nha anh em. Còn cặp thằng này cũng 7 triệu, đúng ra cặp này 8 triệu, nó gấu hơn thằng Gamsa, gám hơn, gấu hơn Victor luôn nha anh em. Nhưng mà nó bị trừ 1 triệu là tiền nứt chỗ này nha anh em. Cặp này hay hơn cặp này luôn. Bao anh em cũng lo nó gấu hơn, nặng hơn luôn. Nặng hơn luôn nha anh em. Đó, thằng này 7 triệu, thằng này 8 triệu nha anh em. Lon này, thằng này 7 triệu nha. Thằng này 7 triệu luôn. Bán anh em thằng này 7 triệu luôn nè. Còn thằng to, thằng Victor này là giá nó 8 triệu nha anh em. Dòng này tại mua hơi mắc nên bán hơi mắc thôi. Đó, 8 triệu anh lo đẹp nha anh em ha. Lo đẹp 8 triệu nha. Thằng Victor 5505 nha, tại dòng to giờ giá nó nhiều anh em đấu rất là mạnh. Ha, rồi là 8 triệu nha anh em ha. Thằng này là 7 triệu nha. Đúng cặp này không nước là bờ, cặp này tính ra bán là bằng cặp Gamsa. Tính ra mua cặp này sướng hơn anh em ha. Nhưng điểm bị trừ cái này chạy cho đó nha, bị nứt cho đó nha. Rồi tóm lại là xong. Thì còn cặp to này anh em đó làm 12 triệu nha anh em, 12 triệu ha. Anh em hỏi nói chừng á, cặp to đó anh em để làm lo cao kê tuyệt vời, hay cực kỳ hay luôn. Anh em có súp gắn vô mà hỏi nói, tại vì nó hai bass 25 nữa. Nó thành ra bass 50 luôn, quá êm. Rồi tóm lại thì hôm nay em có mấy cặp lo ha. Anh em nào sự có nhu cầu cần liên hệ nha, lo tình trạng đẹp. À. Rồi xong, em những gì em đã làm hết trơn nha. Chi tiết về 3-4 cặp lo này rồi ha. Anh em có nhu cầu cần alo em nha. Đây số điện thoại ha. Rồi xong, em kết thúc ha. Hẹn anh em những video kế tiếp. Xin chào anh em nha.